Popping guys, các bạn hâm mộ của BBL ơi, các bạn có bao giờ tò mò là các vận động viên đeo giày gì, mua ở đâu, bao nhiêu tiền và tại sao mọi người lại chọn giày đó không? Nếu mọi người tò mò thì mọi người đi theo mình nha. Come on. Oh, what shoes? Yeah. I'm wearing Peak right now. How much you pay for that? About 2 million. Okay, so why do you choose this one? They're really comfortable and fairly cheap. Oh, that's all. And I used to be sponsored by Peak. Oh, okay, that's the main point. What about you? What are you wearing? I got Jordan. What are your shoes at? I'm sponsored by Jordan. Again? Okay, boy. Anh An ơi, xem hỏi em một câu với. Anh đang đeo giày gì đấy ạ? Curry 9. Tại sao anh chọn đôi này ạ? Thì thấy nó nhẹ với lại hợp với chân. Anh trả bao nhiêu tiền cho đôi này ạ? Đôi này được Underpour tài trợ cho các cầu thủ sàn kia. Nên xem hỏi mấy người rồi ăn được bài trời gì hết. Weight of pants and this colorway is thin no sleeve. Anh đi đôi Adidas Harden vô 6. Đang đi giày đôi này là Linen. Linen gì đó chung giáo dùng chú không biết nó được tặng. Không nhớ, được tặng. Mọi người đâu được tặng giày mọi người ạ. Tặng giày mà không biết gì. Under Armour. Đây là giày Curry 10 Splash Party. Của sinh nhật ông Stephen Curry. Hey, đây là giày team được tặng hay là giày team mua? Tặng chứ. Tặng quà sinh nhật. Hết là nhà tài trợ tặng rồi là hết là sponsor là đại diện tặng thì đều là đó sinh nhật. Đúng rồi. Malaysia ringgit is 999 dollar 200. Tại sao chọn đôi này? Tại vì thứ nhất là được tặng, thứ hai là mình mang thấy nó rất là tốt, rất là êm, và cảm giác cái bộ đệm của nó rất là hấp thụ lực tốt. Vì đối này ở trên ABL Final, UA tặng cho team cho may mắn. I'm an ambassador of Linen. Malaysia? That's why I'm ready. Cái khá hợp với cách chơi của anh, nó an toàn được anh. Anh rất hay gặp chấn thương thì cái này khá là vững chắc. Team COVID, history. Là history là catchphrase của fan Sidon Heat. Vì khi nào thắng chiến thắng hay là làm gì historic kêu là Sidon Heat là history. What shoes am I wearing? A Giannis number 3. Free. Oh my god, again. And what did you choose this one? Say that again. Why did you choose this one? They look nice with my uniform. Kyrie's. What? The Kyrie's. Okay, how much do you pay for that? Free. $300? Ming fee. Oh, okay, another one. Ming fee. I've been asking everyone if you have free. Okay, so why do you choose this one? Because they gave it to me for free. I know, but like you have plenty of one, like this. Why this one? Because it's outdoors, so I don't want to mess up my other shoes. Oh, okay, because of the convenience. Okay, thank you.